thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 4 câu 35 đến 41. Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Suy niệm và cầu nguyện. Bài tin mừng hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu với biển cả. Chúa Giêsu có uy quyền không chỉ trong việc giảng dạy bằng lời nói nhưng còn bằng hành động của mình. Với tư tưởng văn hóa của người Cận Đông cổ, biển là biểu tượng quyền lực sự dữ, là sự hỗn độn chống lại Thiên Chúa. Việc ra lệnh cho biển im lặng và biển lặng cho thấy Chúa Giêsu đầy quyền năng. Ngài làm chủ cơn bão biển, đánh bại mọi mãnh lực của sự dữ. Tin mừng Marco nhấn mạnh đến chân tín của Chúa Giêsu và xác định về thần tính của Ngài. Chúa Giêsu quyền năng, Ngài làm những gì Thiên Chúa làm. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu ngủ ngon trong khi các môn đệ vất vả chèo chống với trận cuồng phong. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa trong thuyền đời của mình. Chúng ta mãi chèo chống với những sóng gió ba đảo. Đến một lúc nào đó, chúng ta mới thấy mình không đủ sức và cần đến Chúa. Tại sao chúng ta không ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình? Tại sao chúng ta không tin tưởng phó thác cho Ngài cuộc đời của chúng ta? Ngài có mọi quyền năng trên sự dữ. Hãy tín thác vào Chúa, hãy năng nói chuyện với Ngài và nhớ đánh thức Ngài khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi căng thẳng. Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Sứ điệp lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta, giữa sóng gió cuộc đời, hãy mạnh mẽ đối diện tin vào Chúa, phó thác vào Ngài. Có thể phép lạ, sự bình an sẽ xuất hiện phía sau lòng tín thác của chúng ta. Lạy Chúa, con mời Chúa vào thuyền đời của con. Hãy cùng con trong hành trình này. Xin nhắc nhở con về sự hiện diện của Chúa. Để tất cả những gì xảy ra với con tin Chúa cùng con chung thuyền và Ngài sẽ giúp con vượt bến bình an.